vòng quanh thành phố Hà Nội bằng Thu Bus Xe Bus City Tour. Đây, đây là địa điểm để mình mua vé nha mọi người. 150 ngàn. Đây, đây là vé 7 người nha, một người là 150.000 cho một vé nha mọi người. Chúng ta sẽ khám phá dòng thủ đô bằng dạ, hãy phải đi chiêu. Ồ, 150 nha. Đúng rồi. 150. Lâu thế nữa. City Tour đây mọi người ơi, chuẩn bị lên xe để đi vòng quanh thành phố là Hà Nội. Đây cả nhà chuẩn bị lên xe buýt để đi City Tour. Đây, ô xe đông quá chỉ tìm mình thôi. Đúng rồi, vậy nó mới thoải mái anh. Đây là trưởng đoàn của chuyến đi. Sẽ phát cho mình một cái tai nghe mọi người, để khi mà lên là sẽ thuyết trình. Đây, ở tai nghe gắn đây thuyết trình cái chặng đường mình tham quan. Mà chỉ ngồi như này vòng vòng thấy. Cảm giác sao? Thoải mái, thoải mái, tự tin thấy. Quá đã, chưa lội thì quá mệt. Thì quá đã. Được ngắm xung quanh thành phố Hà Nội. Có ai chửi chửi nhà. Út làm trái tim ơi Út. Trái tim gì nè, trái tim ngang gì nè. Quốc hội.
thơm lắm mọi người ơi.